xin chào các con trong chuyên đề đầu tiên của chương trình bồi dưỡng tiếng Việt lớp 3 là chúng ta sẽ làm quen với chuyên đề chính tả ở chuyên đề này các con sẽ học 4 bài bài 1 là con phân biệt l với n Ngờ đơn ngờ kép g ng đơn g kép bài 2 các con sẽ phân biệt s với s tr với tr bài 3 các con phân biệt c với k rồi là r với giờ và với g và bài cuối cùng là bài 4 trong chuyên đề chính tả là con sẽ học về quy tắc viết hoa bây giờ cô và các con cùng đi vào bài đầu tiên của chuyên đề chính tả này là các con sẽ phân biệt n và l ngờ đơn ngờ kép và g đơn g kép bài 1 phân biệt l và n này, ngờ đơn và ngờ kép, à, g đơn và g kép hay g ghép cũng được. À, trước hết các con cũng đi vào mục một, một la mã, một vài những cái vấn đề cơ bản nhất về lý thuyết. Đầu tiên là con phân biệt l với lại n. Thì cái quy tắc phân biệt l với lại n ở lớp 3 ấy thì các con chỉ có một cái mẹo như thế này thôi là thường thì l ấy thì đi kèm với âm đệm. Còn n là không đi kèm với âm đệm và một cái cách để con phân biệt một cách triệt để hơn là các con nên về con tự tìm những từ mà bắt đầu bằng L và những từ bắt đầu bằng N nhé cái một trong cái quy tắc mà người ta đưa ra là à, L đây này là thường đi kèm với âm đệm. từ lớp 2 các con đã làm quen với âm đệm rồi trong tiếng việt có một âm đệm à, khi phát âm ấy, thì âm đệm mới đọc là o nhưng mà khi mà thể hiện bằng chữ viết ấy, thì chúng ta có thể thể hiện bằng chữ viết là o có thể thể hiện bằng chữ viết là u nha viết là u khi đằng sau nó là những à, nguyên âm như là Y hoặc là e đúng không còn viết là o khi đằng sau nó là a à, vân vân đấy, cô lấy ví dụ những từ như thế này thì phải biết là l ví dụ như là à, luyến trong lưu luyến đúng không hoặc là à, loan đấy trong keo loan vân vân đấy thì bắt đầu bằng l còn N ở đây là không đi kèm với âm đệm à, Trừ một cái từ ra đó là từ noãn ừ. đây, Ví dụ Không đi kèm với âm đệm thì chúng ta có Núp này Rồi à, Nong tầm này Nong này hay là nắng này, đấy, đây cũng chỉ là gợi ý phần nào thôi và để phân biệt được hơn các con nên nha, nên à, ghi những cái từ nó bắt đầu bằng L và những từ bắt đầu bằng N ra. Sau đó nếu từ nào các con không chắc các con có thể hỏi những người lớn hoặc là hỏi thầy cô giáo bạn bè mình. Các con à, ghi ra càng nhiều càng tốt. Ví dụ ngày hôm nay con ghi 5 từ có l năm từ bắt đầu bằng n chẳng hạn đấy ví dụ năm từ bắt đầu bằng l thì ví dụ như là uh, lưu luyến này đúng không rồi là uh, líu lo này đúng không uh, rồi là lưu bút này uh, rồi là uh, lá này đấy, cái lá đấy đúng không đấy cứ mỗi ngày thêm một ít rồi những từ bắt đầu bằng n thì như là nắng này rồi là nỏ này nơm này những từ gần gũi với con trước nơ này đấy cái nơ vân vân và các con tìm được càng nhiều từ thì cái sự uh, sai về mặt chính tả của con sẽ ít đi đấy là chúng ta phân biệt l với n à, phần 2 các con phân biệt ngờ đơn ngờ kép và g đơn g kép đấy phân biệt ngờ đơn này với lại ngờ kép này. G đơn này với lại G kép. Thì à, về nguyên tắc ấy, thì ngờ kép hoặc là G luôn luôn đi kèm với những nguyên âm nhé luôn đi kèm với nguyên nguyên âm y e e ở phía sau. Đấy. Ví dụ Nghi, hoặc là ghi, hoặc là à, ghế, hoặc là um, gì nhỉ? Đấy, vân vân, nhé. Còn lại, ngược lại là ngờ đơn hoặc là gờ đơn. Gờ đơn, không đi kèm với những nguyên âm này. I, E, E. việc nghe chẳng hạn, nghe ta đi với lại ngờ, ngờ kép, ghê gớm chẳng hạn. Thì ghê là chúng ta đi với g kép, vân vân. Đấy là nguyên tắc các con phân biệt một số âm dễ nhầm lẫn trong tiếng Việt. Bây giờ chúng ta sang phần 2 la mã là các con sẽ làm bài tập, luyện tập. À, phiếu bài tập luyện tập của các con gồm tổng cộng là 10 bài tập cụ thể như sau Trước hết là bài tập 1 Và luyện bài tập nhiều về phần chính tả cũng là cách để các con không bị nhầm lẫn Khi mà viết những cái từ có những âm dễ nhầm lẫn như thế này à, Bài 1 là yêu cầu các con điền N hoặc là L vào chỗ trống Thế từ đầu tiên ấy là các con điền từ nóng bức. Đấy. Từ đầu tiên là nóng bức. Các con điền N. Từ tiếp hai giải thì các con điền là giải lụa. Điền, điền L. Tiếp theo là bàn thì lau bàn. Tiếp theo là lau bàn từ L Đúng không? Tiếp theo là từ nên người Nên người Đây mình điền N Nung nấu Nung nấu Điền N Liên tiếp Liên tiếp đây là mình điền L. Nên nhà. Nên nhà. Ấm no. Ở đây ấm no. Con điền N. Tiếp theo. Lần lượt. Lần lượt. Đấy. Đây con điền L. Để các con soát lại xem cái phần các con điền L hay là N đã đúng hay chưa Nếu sai con phải sửa lại Đó là bài tập 1 Tiếp theo là bài tập 2 Bài tập 2 Yêu cầu của bài 2 là các con chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn Rồi điền vào chỗ trống Đầu tiên phần A Người ta cho từ lấp và từ nấp Các con điền vào để nó hợp với từ lánh thì trong trường hợp A này ấy, các con điền cho cô những từ là lấp lánh. Đấy. Phần B này, long hay là nong ở đây đi với từ tầm thì làm sao cho hợp lý? thì trong trường hợp này các con điền nong tầm, nong tầm, nong ở đây là một cái vật dụng để người ta để lá dâu vào rồi người ta nuôi để tầm vào trong đó nong nhá nong nia ấy. Đấy, những cái vật dụng mà người ta đan bằng tre nó có hình tròn đấy đấy là phần b phần c chọn hai từ sau lặng hoặc là nặng đi kèm với từ lẽ thì đây ta chọn từ lặng lẽ lặng lẽ đấy đây là những từ chúng ta chọn. Phần D. Phần D nóng hay là nóng đi kèm với bức thì đây rõ ràng là nóng bức. Đấy con chọn từ nóng. Cuối cùng là phần E của bài này. Phần E là các con chọn hai từ một trong hai từ nung và lung để ghép với từ lay để cho hợp lý thì đây con chọn từ lung lay đấy và từ con chọn là từ lung đấy con đối chiếu với phần đáp án của mình xem đã chuẩn ở bài tập 2 chưa bây giờ chúng ta sang tiếp tục bài tập 3 bài tập 3 yêu cầu của bài tập 3 các con điền ngờ đơn hay là ngờ kép vào chỗ trống. Phần A. Phần A này. Người cha thì trong trường hợp này con điền ngờ đơn người cha. Đấy. Người cha. Tiếp theo ngành nghề. Thì ngành các con điền ngờ đơn. Nghề các con điền ngờ kép Đấy, ngành nghề Tiếp theo Suy nghĩ Thì nghĩ Nghĩ ở đây Vì đằng sau nó là y đúng không Nó còn điền ngờ kép Đấy, suy nghĩ Từ tiếp theo là ngượng nghịu Thì ngượng ở đây là điền ngờ đơn Còn nghịu sau nó là y Con điền ngờ kép nhé Ngượng nghịu Đấy. Ngượng nghịu Ngon miệng Thì chắc chắn là ngờ đơn rồi Ngon miệng Ngờ đơn Đó là trường hợp A Tiếp tục phần B Đông nghịt Đông nghịt Ngờ kép đông nghịt nghiêng nghiêng ngờ kép Đấy, nghiêng nghiêng ngờ kép nghỉ ngơi nghỉ là ngờ kép ngơi là ngờ đơn tiếp theo ngào ngạt thì cả hai trường hợp này còn đều điền ngờ đơn ngào ngạt ngờ đơn Đấy. từ cuối cùng là nghi ngờ thì nghi là ngờ kép và ngờ là ngờ đơn Đấy. nghi ngờ đó là bài tập tiếp theo bài tập 3. Tiếp theo nữa chúng ta sang bài tập số 4. Đấy, cô và các con cùng tiếp tục bài tập 4. Bài tập 4 này. Yêu cầu các con gạch chân trường hợp mắc lỗi chính tả rồi sửa lại. Đấy, bây giờ những từ nào mắc lỗi chính tả thì cô ghi ra nhé. Gồ ghê. À, gồ ghê ở đây người ta ghi là... Người ta ghi như thế này gồ ghề như vậy cả hai cái từ này đều mắc lỗi chính tả là từ g hai này sai các con sửa lại thành gồ ghề đấy gồ ghề thứ hai là ngọn ngành ngọn ngành ngọn ngành ngành mà lại viết là ngờ kép như này là sai từ này viết sai chính tả. Con sửa lại thành ngọn ngành nhé. Ngành viết là ngờ đơn thôi. Đấy, ngọn ngành. Tiếp theo từ nõn nà thì từ này đúng rồi, không sai chính tả. Tiếp theo nấm tấm, từ nấm tấm viết sai. Nấm tấm. Thì n này sai này sửa lại thành lấm tấm. Tiếp theo nữa, lúng lính, từ này sai chính tả. Lúng lính. Cả hai cái âm n này là sai à l sai, ta sửa thành n là núng nính. Núng nính nhé. Đấy. Tiếp theo gập gành Gập gành Viết sai chính tả từ gập Gành thì viết đúng rồi Nhưng mà từ gập ở đây viết sai chính tả Các con sửa lại thành gập gờ đơn thôi Gập gành Và có từ viết đúng chính tả Tiếp theo là cái ghim ghim viết đúng chính tả vì sau nó là y cho nên là viết là g kép đó là bài tập số 4 tiếp tục bài tập 5 bài tập 5 của các con là điền g đơn g kép ngờ đơn ngờ kép hoặc là l và n vào chỗ trống nên đây ví dụ trường hợp đầu tiên người ta cho yên và cứu thì trong trường hợp này các con điền ngờ kép và cho cô là nghiên cứu. Đấy, trường hợp đầu tiên mình điền là ngờ ngờ kép nhé là nghiên cứu. trường hợp thứ hai là lượng thứ thì trong trường hợp này mình ghi là lượng thứ lượng thứ. mình điền là l lượng thứ. từ tiếp theo các con điền não nề Điền n Não nề Tiếp theo Là mình điền gãy gọn Gãy gọn chứ không phải gãy ngọn Nhé Đấy, Trong trường hợp này Con điền là gãy gọn Điền g Đấy Tiếp theo Lỗi lạc Lỗi lạc, lỗi lạc, từ tiếp theo nữa con điền là ngoằn ngoèo, ngờ, đơn hết, ngoằn này, ngoèo, ngoằn ngoèo, tiếp theo nương mạ, ruộng nương ấy nương mạ à, từ tiếp theo con điền cho cô ngờ ngả nghiêng ngả ngờ đơn và nghiêng là ngờ kép ngả nghiêng ngả nghiêng cuối cùng là từ gánh gồng gánh gồng đều là g đơn Đó là bài tập thứ 5. À, chúng ta còn 5 bài tập nữa và chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết ngay sau đây. Chúng ta tiếp tục sang bài tập 6. Bài tập 6 của con là gạch chân từ viết sai chính tả trong các nhóm sau và sửa lại. Trước hết là dạy A. Dạy A à các con có những từ như là gào thét nương tâm nghênh tiếp hỗn loạn trong trường hợp này có từ viết sai chính tả là từ nương tâm đấy con gạch chân cho cô từ nương tâm các con sửa lại thành lương tâm đấy là trường hợp a trường hợp b nghiền ngẫm suy nghĩ lững thững và gấp gáp thì nhìn các con biết ngay là từ viết sai chính tả là từ gấp gáp con sửa lại thành gấp gáp vì đằng sau nó không phải là i e e cho nên không thể viết g kép được phần c xanh nét lều tranh nước non nung vôi thì đây từ xanh nét là sai chính tả mà con sửa lại thành xanh lét Phần cuối cùng của bài tập 6 là phần D Dãy từ gồm có những từ như là ngược đãi, lỗ hổng, làm nụng, nghi ngờ, lề lối Thì trong trường hợp này từ làm nụng là viết sai chính tả Các con sửa lại thành làm lụng. Làm lụng. Chứ không phải làm nụng. Đấy là bài tập 6. Bây giờ ta sang tiếp theo bài tập 7. Bài tập 7 cũng yêu cầu tương tự như bài tập 6. Các con gạch chân từ viết sai chính tả trong các nhóm sau và sửa lại. A à, Phần A Có những từ là thiêng liêng Ẩn lấp Ngãi ngủ, nhát gan Thì đây con thấy từ ẩn lấp là viết sai chính tả Ẩn lấp Mà con sửa lại thành ẩn nấp Đấy Trường hợp B nuôi nấng, gây gắt, ngỡ ngàng, rặng liễu, thì ở đây ngỡ ngàng viết sai chính tả. Từ viết sai chính tả là ngờ kép, con sửa lại thành ngỡ ngàng. Đấy. Phần c, dãy từ gồm có gắt gỏng, cây nấm, ước lượng nan man Thì từ nan man viết sai chính tả Sửa lại thành lan man Đấy, Lan man Phần cuối cùng, phần D Phần D Ngấp nghé, nghiên mực, lược bỏ, bàn là Thì ở đây ngấp nghé viết sai chính tả Nha. Ngấp nghé, ngẽ viết sai nè. phải sửa lại thành ngờ kép là ngấp ngẽ đó là bài tập 7 chúng ta tiếp tục sang bài tập 8 bài tập 8 của con là gạch chân từ viết đúng chính tả trong mỗi trường hợp sau thế ở đây mỗi trường hợp là có một từ viết đúng chính tả thì trường hợp a con thấy lỗi thành viết sai chính tả từ lỗi thành nội nhé lỗi lầm lỗi lầm ở đây là đúng chính tả còn gầm gừ cũng viết sai chính tả ở từ gừ gừ viết là gờ đơn thôi ngông nghênh cũng vậy ngông các con viết thành ngờ đơn cho vậy do vậy trường hợp đúng chính tả ở câu a lỗi lầm phần b con ngỗng ngỗng viết sai chính tả ngờ đơn no lê lê viết sai chính tả mà là no nê nắm bắt đúng chính tả gùi thóc gùi cũng viết sai chính tả là ngờ đơn thôi cho nên từ viết đúng chính tả trong trường hợp b là nắm bắt phần c ghế gỗ viết sai chính tả Gỗ viết gờ đơn Nất phất lất viết sai chính tả Sửa lại thành lất Nôi thôi Cũng viết sai chính tả Lôi thôi Từ cuối cùng liêu siêu Viết đúng chính tả Từ viết đúng chính tả trong trường hợp C Là liêu siêu Trường hợp D Nghiễm nhiên à, Từ này viết đúng chính tả gắn ghép gắn viết sai chính tả là gờ, gờ đơn ngật ngưỡng ngật cũng viết sai chính tả là ngờ đơn cái lỏ viết sai chính tả mà là cái nỏ vậy trường hợp d là từ nghiễm nhiên cuối cùng trường hợp e có những từ như là cái nơm nơm là cái vật dụng để úp cá ấy. Thì đây là viết đúng chính tả Chìm nghỉm, nghỉm viết sai chính tả Mà là phải sửa lại thành ngờ kép Trông lom viết sai chính tả Mà là trông nom Nấu táu cũng viết sai chính tả Phải sửa lại thành lấu táu Như vậy trường hợp E Đúng là cái nơm Cái nơm Đó là bài tập 8 Chúng ta tiếp tục sang bài tập 9 bài tập 9 các con tìm các tiếng bắt đầu bằng l n ngờ đơn ngờ kép hoặc là g đơn g kép điền vào chỗ chấm trong các thành ngữ tục ngữ sau a à, ăn trông chấm chấm ngồi trông hướng thì cái này các con phải có cái vốn về thành ngữ tục ngữ tất nhiên đây cô chọn là toàn những thành ngữ tục ngữ nó dễ rất là quen thuộc thì trong trường hợp a các con chọn cho cô là ăn trông nồi Nồi nhé, từ nồi Ăn trông nồi, ngồi trông hướng Phần B Rớt mồng tơi cho con điền là nghèo rớt mồng tơi Vậy phần B là các con điền từ nghèo Nghèo Phần C Chia chấm chấm sẻ bùi Chia ngọt sẻ bùi Con điền từ ngọt chia ngọt sẻ bùi phần d nước và thành thì đây từ này khó với các con à, nếu không đúng thì con có thể so sánh với đáp án đó là từ nghiêng nước nghiêng thành phần d là hai chỗ mình đều điền từ nghiêng và nghiêng phần e Phần E các con điền là ở hiền gặp lành được gặp. Cuối cùng là phần F cũng khó. Ta sửa lại thành khắc cốt ghi tâm. Ghi. Đấy là bài tập số 9. Cuối cùng chúng ta sang bài tập 10. bài tập 10 của các con là tìm từ theo yêu cầu sau phần a là thứ nhất là ba từ chỉ sự vật bắt đầu bằng l thì từ chỉ sự vật bắt đầu bằng l thì con có từ lá này đấy, liễu này đấy, cây liễu ấy đúng không rồi là Ba từ chỉ sự vật bắt đầu bằng l, đây con có thể có từ lá này, từ liễu này, lạc trong củ lạc ấy, đúng không? Đấy, củ lạc. Đấy là ba từ chỉ sự vật bắt đầu bằng l. À, tiếp theo người ta yêu cầu tìm ba từ chỉ sự vật bắt đầu bắt đầu bằng n, thế con có thể có những từ như là nong, nơm, nơ, tức là cái nong rồi nơm cái nơm ấy cái nơ cài lên mái tóc đấy là trường hợp a phần b yêu cầu con tìm ba từ chỉ hoạt động bắt đầu bằng g và ba từ chỉ hoạt động bắt đầu bằng g kép thì g đơn con có thể có những từ như gấp gấp hoặc là từ gập gào trong gào thét đấy À, tiếp theo là ba từ chỉ hoạt động bắt đầu bằng g kép thì con có thể có những từ như là ghi ghi trong ghi chép đấy rồi là ghi rồi là ghim ghim giấy vào đúng không tiếp theo là phần c thứ nhất là ba từ chỉ trạng thái bắt đầu bằng g kép và ba từ chỉ đặc điểm bắt đầu bằng ngờ đơn như vậy ba từ chỉ trạng thái bắt đầu bằng ngờ kép thì con có thể có từ như là nghỉ nghĩ hoặc là nghi ngờ ấy nghi đúng không ba từ chỉ trạng à, đặc điểm bắt đầu bằng ngờ có con có thể có từ ngon ngọt hoặc là ngào ngạt vân vân. Đó là 10 bài tập liên quan đến bài 1 của phần chính tả hôm nay. À, trên cơ sở luyện những bài tập này thì con về cố gắng tìm thêm từ nhé. Tìm càng nhiều từ bắt đầu bằng những cái âm này càng tốt để cái xác suất sai chính tả con ít đi. À, bài học của chúng ta dừng lại ở đây. Cô sẽ hẹn gặp lại các con trong bài tiếp theo. Mình sẽ phân biệt sờ và sờ chờ và chờ à, chào các con và chúc con học tốt